Hôm nay đội tuyển Việt Nam đã tập buổi đầu tiên với lực lượng có thể nói là hùng hậu cho chiến dịch vòng loại World Cup lần này, 54 thành viên và trong đó có tới 37 cầu thủ. Tất nhiên là ba cầu thủ của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An chưa thể có mặt vì cách ly y tế. Buổi tập đầu tiên cũng là thời điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo và ban huấn luyện đánh giá xem thể trạng mà các cầu thủ ông có trong tay vào lúc này là như thế nào. Sau khi chính thức hội quân vào ngày hôm qua thì hôm nay đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Do vừa trải qua một quãng thời gian di chuyển dài từ nhiều địa phương vậy nên buổi tập ngày hôm nay chỉ mang tính chất thả lỏng và thư giãn cho các cầu thủ. Các cầu thủ chỉ chạy nhẹ và tập các bài khởi động với bóng. Sau một thời gian dài thì mới quay trở lại tập trung và toàn đội đã sẵn sàng để bước vào những cái mục tiêu và đạt được những cái thành tích mà tất cả mọi người đang rất là mong đợi. Buổi tập ngày hôm nay còn thiếu vắng ba cầu thủ khác đó là Trọng Hoàng, Lê Văn Xuân và Đoàn Văn Hậu. Những cầu thủ này đã được tập riêng cùng với bác sĩ Choi. Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì việc tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho tới ngày 26 tháng 5. Sáng nay, lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã có buổi họp với các thành viên đội tuyển và nhấn mạnh việc nâng cao ý thức phòng dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho đội tuyển trước nhiệm vụ quan trọng ở phía trước trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Lấy ví dụ như trường hợp của đội tuyển Thái Lan đã có hai cầu thủ dương tính với Covid-19 và đợt tập trung lần này đang bị gián đoạn bởi các thành viên còn lại phải cách ly và xét nghiệm. Còn với